Vô chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Số nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn reset những cái máy loại Boss cầm tay nhỏ thế này. Máy này quẹt thẻ. Thì reset trong cái trường hợp mà nó bị treo hoặc là nó bị giao dịch nó bị lỗi á, thì các bạn có thể reset lại. Và bây giờ mình sẽ làm thử với các bạn xem. Đây, reset rồi đi. Rồi đó, làm đi. Nhóm hai lúc đó hả? Những hai cái nút này nè. Rồi Rồi khởi động lại, mở lên. khởi động lại, đó là mình muốn nhấn cái nút này với lại cái nút nút màu xanh là mình mở nguồn lên đó. Bấm thêm nút này nữa hả? Đó, lên rồi nè. Đó, cái đó là bắt đầu Đó, lên. nó sẽ mở lên nè và nó bắt Khi sống máy lại từ đầu. treo rồi đó. Máy treo rồi các bạn làm gì? Bấm hai nút này. Còn khởi động lên thì các bạn bấm cái này. Đó. Để quẹt thẻ và bấm cái nút xanh này, các bạn nhập sẵn số tiền trước. Đó, dùng 10.000 đi, nó xanh. Đọc một Đó. cái nữa. Bấm cái nữa thì nó sẽ hiện. Đó, mới bắt đầu lúc đó Hoặc là đưa mới thẻ lên quẹt, thì thẻ mà có cái sim ở dưới á, thì các bạn đúc ở chip á, thì các bạn đúc ở đây. Đúc ở đây và nó sẽ tự nhận và chúng ta chỉ bấm nút xanh nữa đồng ý để quẹt vô thôi. Còn cái thẻ mà quẹt á, thì nó theo cái đường này nè. Đây giống như thẻ này nè, nó không có chip thì chúng ta sẽ để gì chúng ta quẹt thôi. Đuôi cái hình nó để vậy nè, thì chúng ta quẹt theo đúng thôi. Còn không đúng các bạn cứ đảo chiều đi, cái quẹt quẹt thì nào nó ok là nó sẽ diệt coi chúng ta thôi. Đó thì cơ bản là vậy.